Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 98. Ở cuối tập trước, sau khi Tư Đồ Nam hạ giọng nói, tay phải tùy hứng vung về phía trước. Liên tiếp những tiếng nổ long trời lở đất bỗng nhiên theo không gian truyền tới. Ngay sau đó, một cái khe nhìn không thấy giới hạn giống như một vết thương khủng khiếp xé ngang bầu trời xuất hiện. Một cơn gió lạnh điên cuồng từ trong cái khe thổi ra, trong nháy mắt gần như toàn bộ mặt đất trở thành biển băng. Kiếm tốt! Tư Đồ Nam vuốt kiếm, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói. Kiếm này ngươi lấy được ở đâu? Đây vốn là vật của tiên giới. Ánh mắt Vương Lâm trước sau đều rất bình tĩnh. Đây là một tiên bảo bậc trung. Đáng tiếc kiếm hồn trong này không thể hoàn toàn dung hợp, uy lực bị giới hạn. Ngoài ra kiếm này có chút vấn đề, khi ta cầm nó vung lên thấy có một cảm giác không trọn vẹn. Kiếm này hẳn là có 4 thanh, sau khi 4 thanh hợp nhất sẽ trở thành một tiên bảo bậc cao vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc, tiên bảo khi đạt tới bậc trung sẽ có hồn. Hồn này không giống như hồn phách của tu sĩ chúng ta, mà là một phương thức sử dụng độc đáo, nếu không sử dụng theo phương thức này thì sẽ không thể phát huy toàn bộ uy lực. Kiếm tốt. Tư Đồ Nam gần như yêu thích không buông tay. Tiên bảo bậc trung. Vương Lâm nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng vật này là tiên bảo bậc cao. Tư Đồ Nam trừng mắt, bất mãn hỏi. Thế là sao? Tiên bảo bậc trung trướng mắt lắm hả? Ta cho ngươi biết, tiên bảo bậc trung số lượng không nhiều. Cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói có ai có thể chế tạo được tiên bảo bậc trung. Tiên bảo bậc thấp thì một số tu sĩ cũng có thể chế tạo được, nhưng tiên bảo bậc trung trở lên về cơ bản không có khả năng chế tạo ra được. Hiện giờ những tiên bảo bậc trung trở lên đều là di vật của tiên giới năm đó. Tuyệt đại bộ phận tiên bảo trong tay tu sĩ đều là bậc thấp, bậc trung cực kỳ hiếm thấy. Sau này khi ngươi rời khỏi Chu Tước Tinh sẽ biết được tiên bảo bậc trung quý đến mức nào, gần như có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Vương Lâm thần sắc khẽ động. Hắn nghĩ tới hành trình tới tiên giới năm đó, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu cùng với lão quái kia. Chính là vì tiên kiếm này nên mới điên cuồng cướp đoạt. Những người này bản lãnh nhất định đã đạt tới vấn đỉnh với thực lực của bọn họ khi nhìn thấy tiên kiếm. Mà đều phải điên cuồng như vậy, chứng tỏ có thể thấy lời nói của Tư Đồ Nam cũng có chút đạo lý. Tiên bảo bậc trung đã ít, tiên bảo bậc cao lại càng ít hơn. Lão tử tu luyện nhiều năm như vậy cũng đã đi qua một vài tu chân tinh. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có một tiên bảo bậc cao nào tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất may mắn. Tư Đồ Nam hừ nhẹ. Ngươi có thể tìm được kiếm hồn không? Tư Đồ Nam ngẩng đầu hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói. Có manh mối, nhưng đáng tiếc không cách nào tìm được. Hả? Nói thử ta nghe xem. Tư Đồ Nam lập tức hỏi. Vương Lâm lắc đầu, nói. Chuyện cũ, không nên nhắc lại. Tư Đồ Nam mỉm cười, nhìn Vương Lâm, nói. Kiếm này cho ta được không? Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, nói. Ngươi hỏi nghiêm túc đấy hả? Tư Đồ Nam do dự một chút, thở dài, ném tiên kiếm cho Vương Lâm, nói. Thôi, nếu là của người khác, lão tử sẽ trực tiếp cướp đi, còn của ngươi, cái mặt già của ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vương Lâm cười, nhận lấy tiên kiếm, nói. Kiếm này không phải là của ta, nếu không cũng có thể đưa cho ngươi. Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng, nói. Nếu túi trữ vật của lão tử không bị mất, hiện giờ không có lấy một pháp bảo thì lão tử cũng không thèm đâu. Năm đó tiên bảo cấp thấp, lão tử cũng có 2 chiếc. Chu Tước Tử có nhiều tiên bảo. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, như cười như không, nói. Tiên bảo của Chu Tước Tử này đều là bậc thấp, không đáng nói. Hơn nữa, đại bộ phận các đời Chu Tước Tử đều không lo sưu tập, lão tử cũng không nỡ đến cướp. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ đáng tiếc. Tư Đồ Nam, ngươi xem vật này là tiên bảo loại nào? Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, vỗ túi trữ vật, lấy khu thú quyển ra cầm trong tay ném đi. Chiếc vòng này phịch một tiếng hóa thành một xạ thần xa, giữ tợn bay về phía trước. Hồn thú phía trên lập tức mở hai mắt, gào thét từ trong xạ thần xa biến ảo mà ra, phát ra tiếng rít gào dữ dội. Sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy chiếc xe này lập tức ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn lại lóe lên sáng ngời. Tiên bảo tuy chỉ là cấp thấp nhưng lại là loại pháp bảo cực mạnh gần tiếp cận đến trung giai. Tiểu tử, bảo bối trong tay ngươi tại sao lại nhiều như vậy? Hồn thú này nếu vào tay người nào có đạo hạnh thâm sâu thì không chừng có thể làm nó đạt đến trung giai. Hai mắt Tư Đồ Nam trở nên sáng rực, lão nhìn chằm chằm vào xạ thần xa, nói. Cấp thấp sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn có 3 cái xạ thần xa, trước mặt chỉ là hồn thú nhỏ nhất. 2 cái còn lại mạnh hơn rất nhiều lần, đặc biệt là cái cuối cùng lại càng mạnh đến mức kinh khủng. Loại tiên bảo được tạo ra bằng linh hồn của tiên thú này, năm xưa ta đã từng được xem qua trong một số loại sách cổ. Chỉ có tiên giới mới có thể làm ra được. Sau khi tiên giới vỡ tan, có một số loại pháp bảo hầu như đã tuyệt diệt. Những pháp bảo còn lại tuy chỉ là cấp thấp, nhưng lại khá giống pháp bảo trung giai, phải có ấn quyết đặc thù mới có thể sử dụng được. Nếu người nào miễn cưỡng sử dụng sẽ không phát huy được uy lực chân thực của nó. Đáng tiếc, Tư Đồ Nam than thở, tận đáy lòng lão lúc này có chút bội phục Vương Lâm. Lão thầm nghĩ tiểu tử này tu vi không cao, nhưng pháp bảo lại có rất nhiều.
Năm xưa khi mình còn như hắn bây giờ, trong tay chẳng có một kiện pháp bảo nào. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam một lúc lâu, rồi lấy từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản. Thần thức hắn khẽ động, sau khi lưu lại một đạo ấn ký ở bên trên rồi ném cho Tư Đồ Nam. Lão nhìn kỹ vật này đi. Tư Đồ Nam nhận lấy ngọc giản. Thần thức của lão vừa đảo qua sắc mặt liền đại biến. Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, nói: "Đây là ấn quyết để điều khiển tiên bảo này sao?" "Đúng vậy, sử dụng ấn quyết này thì có thể điều khiển xạ thần xa. Hơn nữa ta còn có thể đảm bảo ấn quyết này là do chính người chế tạo ra nó lưu lại." Vương Lâm gật đầu, hắn như cười như không nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam lập tức thu hồi ngọc giản. Lão cười hì hì, nói: "Có phải ngươi muốn tặng xạ thần xa này cho ta không?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, tay phải hắn kết ấn điểm về phía xạ thần xa. Chiếc xe đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang rồi tạo thành một cái khu thú quyển bay về phía Vương Lâm. Liễu Mi vẫn xinh đẹp trước, nàng vẫn mặc một bộ đồ trắng toát giống chẳng khác gì tiên nữ. Vào lúc này nàng đang nhíu chặt đôi mày thanh tú rồi trầm mặc không nói câu nào. Với thực lực của Chu Tước Tinh, không thể chống lại tiên di tộc. Ngày hôm nay, Kiền Phong và Liễu Mi hai người các ngươi phải trải qua một đợt khảo nghiệm sinh tử. Sống hay chết phải dựa vào vận số của các ngươi. Bóng lưng Chu Tước có chút gì đó cô đơn, lão trầm giọng nói. Lúc này, những luồng hắc vụ giống như những con sóng dữ đang gào thét lan ra ở bốn phương tám hướng trên bầu trời. Trong làn hắc vụ ở phía đông, chỉ có một người trung niên mặc áo xám giống như văn sĩ. Hắn chậm rãi bước từng bước tới trước người Chu Tước khoảng trăm trượng, sau đó hắn dừng lại rồi bình thản nói: "Chu Tước, tại hạ là ngũ tổ của tiên di tộc." Trong làn hắn vụ phía tây cũng đi ra một người như vậy, người này tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua thì thấy vẫn còn trẻ, cả người hắn đầy những ký hiệu và ấn ký. Nhưng ấn ký của người này không phải là màu đen, mà có màu vàng. Nếu có Vương Lâm ở đây thì đảo mắt qua là có thể nhận ra người này là ai. "Thiếu tộc trưởng tiên di tộc, xin ra mắt Chu Tước Tử." Người đó cũng bình thản nói. Trong luồng hắc vụ phía nam có ba người đi ra. Bọn họ cũng vượt tới trước mặt Chu Tước Tử khoảng trăm trượng. Cơ thể của hai trong ba người đó trạng thái hư ảo, họ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tước Tử. Người còn lại là một cô gái với đôi mắt quyến rũ và tướng mạo xinh đẹp. Nàng liếc mắt nhìn qua Chu Tước Tử, khẽ cười. "Tiểu nữ là tam tổ tiên di tộc, xin ra mắt Chu Tước Tử. Hai vị ở bên cạnh ta là linh hồn tổ tiên đời trước của tiên di tộc." Hình bóng Vân Tước Tử dần dần xuất hiện trong làn khói nồng đậm phía bắc. Hắn nhìn Chu Tước Tử, khẽ nói: "Sư huynh." Chu Tước Tử mạnh mẽ quay đầu rồi nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử, khẽ nói: "Ta phải gọi ngươi là Vân Tước Tử hay là nhị tổ?" Vân Tước Tử lắc đầu, nói: "Chỉ là một cái tên gọi mà thôi, cứ tùy ý sư huynh." Mọi người đều đã đi ra, như vậy chỉ còn lại duy nhất một vị thập nhất diệp thuật chú sư. "Nhất tổ, ngươi cũng nên đi ra thôi." Trong mắt Chu Tước Tử chợt lóe lên hàn quang, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một luồng ánh sáng năm màu lấp lánh rồi ngưng tụ ở phía trên. Một hư ảnh toàn thân hầu như trong suốt, chậm rãi ngưng tụ lại rồi chậm chậm hạ xuống. Hư ảnh nhìn về phía Chu Tước Tử, chậm rãi nói: "Chu Tước Tử, cảm giác đau đớn đó đến từ sâu trong linh hồn, không thể kháng cự lại được. Mặc dù là một số tu sĩ tu luyện linh hồn, cũng chỉ có thể xoa dịu cơn đau nhưng không thể ngăn cản được. Những tu sĩ đang bỏ chạy, những người đang được chữa thương, tu chân giả đang mờ mịt. Không biết nên làm sao đối diện với trận chiến, lúc này không có một người nào ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy linh hồn đau đớn. Cảm giác đau đớn có rất nhiều loại, làm cho người ta đau khổ. Giống như chỉ cần thở ra một hơi, lập tức có thể làm người ta trở nên điên cuồng, nếu như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm người ta tử vong. Trong thế giới của người bình thường, từ hoàng tộc cho đến phàm nhân, tất cả mọi người trên Chu Tước Tinh lúc này đều chấn động cơ thể. Thứ cảm giác đau đớn đó không phân biệt thân phận, không phân biệt phàm nhân hay tu sĩ. Bất cứ sinh mệnh được sinh ra trong vòng mấy vạn năm nay sẽ chạy không thoát được. Ngoại trừ nhân loại, tất cả thực vật, động vật, yêu thú trên toàn bộ Chu Tước Tinh. Và lúc này đều bị bóng ma tử vong ám ảnh. Tất cả mọi vật đều mang theo nỗi sợ hãi mờ mịt trong tim giống như trời đất sắp sụp đổ. Khắp mọi nơi trên đại lục Chu Tước, đám tộc nhân tiên di tộc đang bay về phía Chu Tước Sơn, lúc này cũng giống như vậy. Tuy bọn họ cảm thấy nhẹ hơn, nhưng lại có một loại cảm giác giống như bị người ta giữ chặt vận mệnh, chỉ cần bóp một cái thì có thể vỡ nát. Sự cường đại của tu tinh chi tinh vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Dù là Chu Tước Tử cũng cảm thấy hơi lạnh của cái chết. Lúc này lão đột nhiên hiểu ra. Thì ra liên minh tu chân ban thưởng tu tinh chi tinh là như thế này. Giờ khắc này, những người truy kích cũng không thể truy kích, người chạy trốn cũng không thể chạy trốn. Toàn bộ Chu Tước Tinh giống như trở nên bất động, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề và nỗi sợ hãi thật sâu. Vân Tước Tử cũng cảm nhận được sự đau đớn, vẻ mặt lão đột nhiên khẽ biến. Mặc dù đã sớm có dự liệu nhưng lúc này tâm thần lão vẫn cảm thấy chấn động. Vẻ mặt tam tổ lại càng biến đổi ác liệt, lão nghiến chặt răng. Tuy vẻ mặt nhất tổ vẫn như thường, nhưng trong lòng cũng đau khổ. Lão cảm thấy có chút hối hận. Tiên di tộc không nên xuất hiện trước thời hạn, đáng lý phải nghe theo lời Vân Tước Tử.
mà ôn hòa xử lý chuyện này để bồi dưỡng đời Chu Tức Tử tiếp theo, âm thầm khống chế mới là phương pháp tốt nhất. Nhưng lúc này tất cả đều đã muộn. Vẻ mặt Kiền Phong đứng bên cạnh Chu Tức Tử còn biến đổi lớn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Chu Tức Tử, trong đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Còn Liễu Mi lại trở nên tàn tạ, nàng nhìn về phía hư không rồi cau mày không nói một chữ nào. Sự điên cuồng trong mắt Chu Tức Tử từ từ biến mất rồi hoàn toàn trấn tĩnh. Nhưng sự trấn tĩnh đó lại lập tức biến mất, lão hít vào một hơi thật sâu, cười ha hả nói: "Tu tinh chi tâm vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nó vẫn đang từ từ tan vỡ. Khi nó hoàn toàn vỡ nát thì sẽ là thời khắc tu chân chi tinh sụp đổ. Vân Tức Tử, cuộc chơi bắt đầu rồi, để xem tiên di tộc của ngươi có giành được tu tinh chi tinh trước khi mọi thứ sụp đổ không. Nếu các ngươi có thể giành được, ta tin ngươi sẽ có phương pháp dùng tu tinh chi tinh để ngăn cản quá trình sụp đổ. Đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi Chu Tức Tinh, nhưng nếu ngươi không giành được hoặc giành được nhưng không có phương pháp ngăn chặn thì phải cùng chết với lão phu thôi." Lão nói xong thì tay phải vỗ về phía sau. Toàn bộ Chu Tức Tinh lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Những âm thanh rung chuyển trời đất, bão cát nổi lên khắp bốn phía, mặt đất bắt đầu lung lay. Ngay sau đó, giữa những tiếng chấn động vang trời, Chu Tức Sơn đột nhiên chia ra làm hai. Một con đường đen kịt đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Chu Tức Mộ đã được lão phu mở ra. Vân Tức Tử, cuộc chơi bây giờ được bắt đầu. Quy củ trong Chu Tước Mộ ngươi cũng biết, vấn đỉnh trở xuống thì tùy ý, nhưng tu sĩ vấn đỉnh lại không thể đi vào. Sự điên cuồng trong mắt Chu Tước Tử lại trở nên nồng đậm. Nhất Tổ nhìn chằm chằm vào tu tinh chi tâm đang từ từ tan vỡ, ánh mắt lão chợt lóe lên, đang muốn xuất thủ thì Vân Tước Tử lại lắc đầu rồi khẽ nói: "Vô dụng, tu tinh chi tinh và Chu Tước Tử vốn đã dung hợp thành một thể. Dù lão không lấy ra thì cũng có thể làm nó tan vỡ. Sở dĩ lão làm như vậy là muốn gây áp lực lên người chúng ta, để chúng ta tận mắt nhìn thấy cái chết đang đến trước mắt. Nếu ngươi xuất thủ thì mặc dù có thể giành được nhưng không thể ngăn cản. Ta có thể khẳng định với sự điên cuồng của hắn, bây giờ nhất định sẽ lập tức dẫn nổ tu tinh chi tinh. Nếu là 3 tháng trước, sợ rằng hắn sẽ không cho chúng ta tư cách để tham dự trò chơi này mà sẽ trực tiếp dẫn nổ tu tinh chi tinh. Bây giờ hắn đã cân nhắc cho chúng ta một cơ hội đã cực kỳ khó khăn. Ôi! Nếu như năm xưa các ngươi nghe lời ta thì bây giờ sẽ không tiến thối lưỡng nan thế này." Khi Chu Tước Sơn phân ra làm hai, Chu Tước Mộ mở ra thì Kiền Phong là người đầu tiên hóa thành một đạo cầu vồng, rồi lập tức nhảy vào trong Chu Tước Mộ. Liễu Mi trầm ngâm một lúc rồi than nhẹ một tiếng, nàng là người thứ hai tiến vào trong ngôi mộ. Ánh mắt Vân Tước Tử chớp động rồi nhìn khắp bốn phía. Thiếu tộc trưởng tiên di tộc trầm mặc, hắn đi lên một bước rồi tiến vào trong Chu Tước Mộ. Lúc này, tộc nhân tiên di tộc trong đám hắc vụ đang cuồn cuộn trên bầu trời đã xuất hiện rất nhiều. Từ trong đó bay ra mấy người, rõ ràng họ đã thông qua phương pháp đặc thù để nắm được chuyện này. Mấy người đó lập tức tiến vào trong Chu Tước Mộ, trong đó có cả lão già lưng còng năm xưa tiến vào khe nứt không gian truy sát Vương Lâm. Chỉ trong vòng 3 ngày, tin tức Chu Tước Mộ mở ra đã truyền khắp Chu Tước Tinh. Lúc này, những chuyện có liên quan đến tu tinh chi tinh cũng được truyền ra bên ngoài với tốc độ nhanh chóng. Đi vào trong Chu Tước Mộ thu hồi mệnh hồn của mình lúc này đã trở thành chuyện quan trọng hàng đầu trong lòng tu sĩ. Những tu sĩ phân tán khắp nơi trên Chu Tước Tinh đều dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới Chu Tước Quốc. Họ muốn đi vào trong Chu Tước Mộ, nhưng Chu Tước Mộ đã chịu sự ảnh hưởng hạn chế của tu tinh chi tinh. Nếu số người ở bên trong vượt quá một số lượng nhất định sẽ không thể tiến vào được nữa. Mặc dù số người muốn tiến vào rất nhiều nhưng thật sự đi vào lại có rất ít. Chu Vũ Thái cũng là một trong những người đi vào lượt đầu tiên. Đi cùng hắn là Tử Tâm, cô gái luôn đeo mạng che mặt. Ngày thứ tư, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đi đến Chu Tước Sơn. Hình bóng của Chu Tước Tử đã biến mất trên Chu Tước Sơn, chỉ để lại giữa không trung một khối tu tinh chi tâm, càng ngày càng có nhiều vết nứt. Đám người Vân Tước Tử cũng đã biến mất không thấy bóng dáng, cũng không biết họ đã đến nơi nào rồi. Rất nhiều tu sĩ và tộc nhân tiên di tộc bao quanh khắp bốn phía Chu Tước Sơn. Ánh mắt bọn họ chốc chốc lại, nhìn về phía con đường đen kịt trên Chu Tước Sơn. Và lúc này, bọn họ cũng không còn hứng thú để đánh nhau nữa. Vương Lâm nhìn lên con đường trên Chu Tước Sơn, rồi chậm rãi đi đến. Tất cả tu sĩ trên Chu Tước Tinh đều tập hợp ở Chu Tước Quốc, mục đích của bọn họ đều giống nhau. Tiến vào Chu Tước Mộ để thu hồi mệnh hồn. Hạn chế của Chu Tước Mộ tạo thành một bức tường, ngăn một số lượng lớn tu sĩ cao giai ở bên ngoài. Những người này đều là hóa thần kỳ, nhưng cũng có một vài người anh biến kỳ. Tuy chỉ có 16 người anh biến nhưng mỗi người lại chiếm lấy một vùng đất trống khác nhau rồi lấp kín lối vào Chu Tước Mộ. Những người này, khi biết được tin tức Chu Tước Mộ mở ra thì dựa vào khoảng cách ngắn nên chỉ mất mấy ngày đã chạy tới. Nhưng bọn họ vẫn bị mất đi tư cách tiến vào trong Chu Tước Mộ. Số người tiến vào Chu Tước Mộ trước bọn họ đã đạt đến con số cao nhất. Lúc này chỉ còn một phương pháp duy nhất để đi vào là đợi bên trong có một người chết, chết một người thì được tiến vào một người. Trong 16 người tu sĩ anh biến, có một người anh biến hậu kỳ và 3 người anh biến trung kỳ. 10 người còn lại đều là anh biến sơ kỳ. 16 người này phân tán ra khắp các lối vào, ánh mắt họ chốc chốc lại quét về phía con đường. Nếu có thanh quang lấp lánh và xuất hiện sóng gợn, thì bên trong mộ chắc chắn đã có người bỏ mạng.
Vì có 16 người này tiến vào giữ cửa, nên tất cả tu sĩ ở khắp bốn phía cũng không dám tiến lên. Bọn họ đang đợi khi 16 người này đi vào trong mộ, thì sẽ đến lượt mình tiến lên cướp đoạt tư cách đi vào chu tước mộ. Dù sao thì đi vào chỗ này cũng có cơ hội lấy được mệnh hồn của mình, vì cơ hội nắm giữ sinh mạng mà bất kỳ người nào trên chu tước tinh cũng phải nỗ lực. Người nào tu vi càng cao lại càng bắt buộc phải như vậy. Vương Lâm từ phương xa bay tới, cả người hắn mặc đồ trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng. Đặc biệt là mái tóc của hắn đang tung bay theo gió càng lộ vẻ phiêu giật. Trên đường đi, Tư Đồ Nam đã đem tất cả những hiểu biết của lão về chu tước mộ nói cho Vương Lâm biết. Đối với chuyến đi này, trong lòng Vương Lâm cũng không cảm thấy chắc chắn lắm. Chu tước mộ so với những gì trước đây, hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nếu sử dụng khối ngọc giản Tư Đồ Nam đưa cho ta thì có thể rời khỏi chu tước mộ. Nhưng nếu như không giành được tu tinh chi tinh thì không thể rút mệnh hồn ra được. Tuy Tư Đồ Nam còn có biện pháp khác có thể làm cho tính mệnh của mình được đảm bảo, nhưng chưa nói đến nó quá phiền phức hơn nữa, linh hồn lại trở nên tàn khuyết, sẽ có chút ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này. Vương Lâm từ từ đến gần, đám tu sĩ ở bên ngoài chu tước sơn hoặc tụng năm tụng ba khẽ thảo luận, hoặc một mình ngồi xuống ngậm chặt miệng không nói câu nào, hoặc ánh mắt lấp lánh đăm chiêu suy nghĩ những việc khác. Khi Vương Lâm đi đến, có một số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt họ lóe lên rồi lập tức cúi đầu tránh ra, tạo thành một con đường. Tu sĩ ở bốn phía rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Vương Lâm đều biến sắc rồi lui về phía sau. Vương Lâm đi xuyên qua một đám tu sĩ rồi phóng thẳng về phía chu tước sơn. Đúng lúc này, một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên từ phương xa truyền đến. Dừng lại. Âm thanh kia vừa truyền đến, đoàn người lập tức tản ra. Chỉ thấy cách chu tước sơn trăm trượng có năm tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Trong phạm vi 10 trượng quanh người bọn họ không có bất kỳ tu sĩ nào dám tiến lên nửa bước. Năm người ở đây có 3 nam 3 nữ, thoạt nhìn thì thấy tuổi tác không lớn. Trong nhóm người có một thiếu phụ, một thanh niên, cũng có một lão già. Năm người đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Đặc biệt là lão già trên cơ thể đã ẩn hàm một tia tiên lực, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tôi luyện thân thể để đột phá lên anh biến. Nhưng vì không có nhiều tiên ngọc nên lão chỉ tôi luyện được một bộ phận nhỏ thân thể mà không thể hoàn toàn tôi luyện triệt để. Nhưng chỉ cần như vậy, thực lực của lão già này đã mạnh hơn rất nhiều những tu sĩ hóa thần bình thường. Người lên tiếng lúc nãy là một thanh niên đang ngồi bên cạnh lão già. Người này có tướng mạo đường hoàng, vẻ mặt anh tuấn, vừa nhìn qua đã thấy vẻ quang minh chính đại. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy trong mắt người này ẩn tàng một tia sáng kỳ dị. Điểm này nếu là người ngoài thì không nhìn ra, nhưng đối với Vương Lâm thì khác. Bởi vì có những giọt nước do nghịch thiên châu tạo ra mà tướng mạo hắn vẫn giống như lúc bắt đầu tu tiên. Nhưng thực ra lại là một lão quái tu luyện mấy trăm năm. Vì vậy con mắt nhìn người của hắn cũng hơn hẳn người thường, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu. Hắn bình thản quét ánh mắt về phía người thanh niên, cơ thể không ngừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong mắt người thanh niên lộ ra vẻ thận trọng, hắn tiến lên một bước, quát. Đạo hữu, đừng phá vỡ quy củ. Chỗ này là sư tôn ta đến trước. Chờ đến khi các vị tiền bối anh biến kỳ tiến vào sẽ đến lượt chúng ta. Nếu ngươi đã đến sau thì phải ra phía sau chờ. Ánh mắt Vương Lâm rơi trên người lão già đang tích lũy tiên lực ngồi giữa đám năm người. Lão già này mặc áo bào màu đen, cả người nhìn qua giống như một bộ xương khô. Đặc biệt là đôi mắt, trong mắt lão lấp lánh một tia u quang, chấn nhiếp tinh thần người khác. Lão nhìn về phía Vương Lâm nhưng ánh mắt lại lập tức trở nên ngưng trọng, giống như đã hiểu ra được chuyện gì đó. Sư tôn của ta là tôn giả Man Hoang Nam Minh. Người thanh niên kia thấy vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn bèn nói ra danh hiệu. Câm miệng. Ánh mắt lão già chợt lóe rồi hét lên. Trong lúc tên thanh niên kia còn đang ngẩn người ra, lão già đã đứng thẳng người lên rồi cung kính ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nói: Tại hạ là Man Hoang Nam Minh, bái kiến tiền bối. Đệ tử của Nam Mỗ không hiểu chuyện, trong lời nói có gì mạo phạm thì mong tiền bối bỏ qua cho. Lão nói xong thì vội vàng lui sang một bên tránh đường. Lão già vừa nói ra lời này, bốn người ở bên cạnh lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng tất cả đều đứng lên rồi cung kính lui ra. Vương Lâm hơi gật đầu với lão già rồi đi qua bên cạnh, bọn họ tiến vào trong chu vi trăm trượng trên chu tước sơn. Trong nháy mắt khi hắn bước vào chỗ này, ngoại trừ một lão già hóa thần hậu kỳ duy nhất, 15 con mắt còn lại lập tức ngưng tụ trên người hắn giống như tia chớp. Sư phụ, người này có tu vi thế nào? Chẳng phải là anh biến lão quái sao? Nhưng vì sao đệ tử lại không phát hiện nửa điểm tiên lực trên người bọn họ? Người thanh niên kiêu ngạo, lúc nãy ở phía sau Vương Lâm đang truyền âm với lão già bên cạnh. Tất nhiên ngươi nhìn không ra, mà ngay cả vi sư cũng chỉ phát hiện được khi vị tiền bối này đến gần. Tu vi của người này không chỉ là anh biến kỳ, mà còn là loại người tuyệt đối không thể trêu chọc. Sau anh biến hậu kỳ chính là Vấn Đinh. Chỉ có tu sĩ anh biến hậu kỳ thì tiên lực trong cơ thể mới xuyên suốt, toàn thân rồi chạy theo huyết mạch. Nên nhìn qua sẽ không thấy một chút khác biệt nào. Lão già kia truyền âm nói. Trong nháy mắt có 15 con mắt nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt của họ chợt lóe lên rồi thu hồi lại. Hai bên trầm mặc hồi lâu không ai nói câu nào.
hành vi của bọn họ đã chính thức công nhận Vương Lâm có tư cách ngang bằng, có thể gia nhập vào trong nhóm 16 người được tiến vào Chu Tước mộ nhanh nhất. Vương Lâm đi về phía Chu Tước Sơn ngồi xuống, ở một lối vào rồi trầm mặc không nói câu nào. Trong nháy mắt khi Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, người đàn ông trung niên anh biến hậu kỳ duy nhất mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh không có chút dao động, nhìn về phía Vương Lâm, rồi bình thản nói. Tằng Ngưu. Lời nói vừa dứt, 15 người tu sĩ anh biến kỳ lập tức động dung, lại đảo mắt về phía Vương Lâm. Cái tên Tằng Ngưu có danh vọng chói sáng trên Chu Tước Tinh, hầu như tất cả tu sĩ đều biết đến. Nếu như trước đó, cuộc chiến của hắn và Hồng Điệp chỉ được lưu truyền trong đám tu sĩ hóa thần, những tu sĩ anh biến vẫn chưa quá mức chú ý. Nhưng khi Lý Nguyên Phong chết, cự ma tộc lão tổ cũng toái diệt. Hai chuyện đại sự này lập tức làm cho đám tu sĩ anh biến phải chú ý đến cái tên Tằng Ngưu. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường không có chút biến hóa. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi nhẹ nhàng nói. Có phải bạn bè không? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, hắn sờ sờ đầu một con khỉ nhỏ ở bên cạnh, nói. Không phải. Vương Lâm không nói thêm gì nữa mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt người đàn ông kia chợt lóe lên, hắn mỉm cười nói. Nghị lực của Tằng đạo hữu thật lớn, với phương pháp luyện tiên phản nguyên một khi rửa sạch phàm căn thì mạnh hơn rất nhiều so với người khác, lấy phương pháp cô đọng để tiến lên anh biến, rồi đợi đến khi anh biến đến giữa hậu kỳ mới tẩy đi phàm căn. Nếu ta không phải là tu sĩ anh biến, người ngoài nhìn lại sẽ cho rằng Tằng đạo hữu đã đạt đến anh biến hậu kỳ, mà không phải là anh biến sơ kỳ như thực tế. Tu sĩ anh biến thử nghiệm loại phương pháp này cũng không được nhiều lắm, thảo nào có thể giết chết Lý Nguyên Phong và lão tổ cự ma tộc. Vương Lâm nhíu mày, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía người kia, bình thản nói. Có chuyện gì sao? Người đàn ông kia lắc đầu, nói. Không. Tại hạ đang tĩnh tu, xin đừng làm phiền. Vương Lâm nói xong thì nhắm chặt hai mắt lại. Trong mắt người đàn ông kia lóe lên hàn quang, tay phải hắn khẽ dùng lực bóp lên người con khỉ nhỏ bên cạnh. Tiểu hầu kia lập tức lớn tiếng kêu gào, hai mắt nó hóa thành màu đỏ. Đúng lúc này, con đường đi vào Chu Tước mộ lập tức lấp lánh ô quang, một con sóng thanh sắc từ bên trong chập rãi lan ra. Việc này chứng tỏ bên trong Chu Tước mộ đã có người chết và có thể tiến vào được rồi. Người đàn ông trung niên nhướng mày, hắn nhìn sang Vương Lâm một cái rồi đứng thẳng người lên đi về phía con đường. Hai con mắt đỏ hồng của tiểu hầu ở bên cạnh hắn đã dần tiêu tán rồi hồi phục lại như thường. Tuy vẫn còn phát ra ánh hồng quang nhưng lại kém hơn vừa rồi mấy lần. Vương Lâm, bây giờ ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết rõ ngươi. Chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau. Người đàn ông trung niên thầm nói trong lòng, trong nháy mắt khi cả cơ thể hắn tiến vào trong con đường. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Lâm, rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia đang khuất dần trong con đường tối. Người này chắc chắn hắn đã từng gặp qua, nhưng nụ cười quỷ dị của đối phương khi quay đầu lại làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn suy nghĩ rất lâu, cũng không biết được rốt cuộc đã nhìn thấy nụ cười như vậy ở đâu. Sau khi hình bóng của người đàn ông trung niên biến mất, trong 15 người chỉ còn lại ba lão quái anh biến trung kỳ. Cơ thể của ba lão già này chợt lóe lên, rồi phóng thẳng về phía thông đạo, trong nháy mắt đã biến mất. Vẻ mặt của tất cả những người còn lại khẽ động rồi vội vàng phóng theo. Rõ ràng lúc này, số người chết trong Chu Tước mộ đã rất nhiều, số người có thể đi vào cũng được tăng hẳn lên. Cơ thể Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đuổi sát theo phía sau mọi người, rồi phóng thẳng về phía trước. Thanh quang dao động, tất cả hình bóng những người nhảy vào lập tức biến mất. Thanh quang lại lóe lên, một người tu sĩ anh biến sơ kỳ trong đám người đột nhiên bắn thẳng ra. Hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, rồi xoay người quay trở lại lối vào. Hắn khoanh chân ngồi xuống mà nắm chặt lấy nắm đấm. Đi qua cánh cửa trên Chu Tước Sơn sẽ đến Chu Tước mộ, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Chu Tước mộ rất rộng, tất cả đều được bao phủ trong một sức mạnh kỳ dị của tu tinh chi tinh. Ngoại trừ cánh cửa đi vào trên Chu Tước Sơn thì không còn phương pháp nào khác để phá bỏ được lực lượng kỳ dị này. Chu Tước mộ trải qua các thế hệ Chu Tước tử, ngoại trừ sự uy nghiêm ra thì chỉ còn lại những điều thần bí. Chỗ này sau khi được thế hệ Chu Tước tử đầu tiên bố trí thì chưa rộng lớn như bây giờ. Nhưng thời gian dần trôi qua, có thể nói là theo sự gia tăng của mệnh hồn, nơi đây xuất hiện những sinh vật có sinh mệnh, rồi dần dà chúng phát triển ngày càng nhiều. Chu Tước mộ tồn tại bên trong Chu Tước tinh, dần dần nó rộng hẳn ra rồi tạo thành núi non sông ngòi, tạo thành trời đất. Dù ai đến chỗ này cũng phải giật mình kinh hãi. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở một nơi nào đó trong Chu Tước mộ, chỗ hắn đứng là một mảnh đất khô cằn. Từng luồng khói đen từ trên mặt đất bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời trên đầu không có màu xanh thẳm, nhưng lâu lâu lại có những tia chớp xẹt qua. Thỉnh thoảng những chùm sáng bảy màu chốc chốc lại xuất hiện. Một cái khe giống như một con dao long thường xuyên lóe lên mà xé toạc cả bầu trời. Những dao động của loại pháp thuật cường đại nào đó đang chiếu rọi khắp trời đất, làm cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Vương Lâm xuất hiện trên mảnh đất khô cằn. Trong nháy mắt khi hiện thân, thần thức của hắn đảo qua chu vi mấy vạn dặm, thì cũng chỉ thấy những mảnh đất khô cằn mà thôi. Từng luồng khói đen nhẹ nhàng bay từ dưới mặt đất lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, rồi hắn đưa mắt nhìn về phương xa.
Tư Đồ Nam từng nói phạm vi của Chu Tước mộ cũng không lớn và được chia ra làm hai phần trong ngoài. Ở vị trí trung tâm bên trong là mộ của các thế hệ Chu Tước tử, Tu Tinh Chi Tinh cũng ở chỗ đó. Bên ngoài tuy không lớn như bên trong, nhưng chỉ cần đảo thần thức qua là có thể tra xét được hoàn toàn. Ở bên ngoài có một tòa tế đàn, chỉ đi qua tế đàn mới tiến vào được bên trong. Nhưng bây giờ dựa theo những gì mình thấy thì nơi đây lớn hơn những gì lão nói rất nhiều. Bên ngoài Chu Tước mộ không thể đảo thần thức qua một lần là tra xét toàn bộ được, lại càng không thể tìm được cái tế đàn kia. Vương Lâm nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống sờ sờ lên mảnh đất khô cằn dưới chân, một tia nóng chợt truyền vào tay. Lớp đất khô cằn, nơi đây ẩn chứa linh lực của thuộc tính hỏa, nhưng cũng không phải do tu sĩ đấu pháp tạo thành, mà giống như hỏa linh được sinh ra một cách tự nhiên. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, cơ thể hắn khẽ động rồi bay thẳng về phương xa. Trong phạm vi mấy vạn dặm này cũng chỉ có một mình ta. Vậy thì rõ ràng tất cả những người tiến vào đây sẽ không có một điểm đặt chân cố định mà bị phân tán một cách hỗn loạn. Trong đầu Vương Lâm hiện lên rất nhiều suy tính. Hắn dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa như tên bắn. Hắn vừa mới rời đi, trên mặt đất khô cằn lập tức hiện ra một đôi mắt lấp lánh thanh quang, trong đó lộ ra những tia sáng kỳ dị. Nó nhìn về phía hình bóng của Vương Lâm đang rời khỏi, sau đó nó lại chìm sâu vào trong mảnh đất khô cằn rồi biến mất. Vương Lâm dùng tốc độ nhanh nhất bay đến vùng biên giới của mảnh đất khô cằn. Đúng lúc này, đột nhiên Vương Lâm ngừng lại, hắn lui về phía sau như một đạo lưu tinh. Trong nháy mắt khi Vương Lâm lui về phía sau, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên yên lặng xuất hiện. Ở chỗ hắn vừa đứng, nó cao như một người bình thường. Trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện thì nhiệt độ bốn phía tăng nhanh. Hơi nóng khuếch tán ra khắp bốn phía làm cho những làn khói đen bốc lên từ mặt đất lập tức tản ra. Nhưng những làn khói đen này lại vặn vẹo giống như du hồn. Tuy nó bị tản ra, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành những làn khói mỏng. Rồi thay đổi phương hướng, nó không bay lên bầu trời nữa mà chui hết vào trong ngọn lửa màu xanh kia. Lúc này trước mặt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ quặc. Chỉ thấy những làn khói đen bốc lên trong chu vi vạn dặm đều điên cuồng bay về phía ngọn lửa màu xanh rồi dung nhập vào bên trong. Từ ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tỏa ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí tản ra bên ngoài giống như những cành cây được mọc ra trên ngọn lửa. Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe lên. Tay phải hắn khẽ chạm vào túi chữ vật, tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Hắn chém thẳng về phía trước không chút do dự. Một đạo kiếm mang giống như vầng trăng lập tức được ngưng tụ giữa đất trời, giống như một cơn lốc gào thét phá không phóng thẳng về phía ngọn lửa màu xanh. Lúc này những làn khói đen ở bên ngoài ngọn lửa màu xanh lập tức ngưng tụ lại, rồi dung hợp lại cùng một chỗ tạo thành một cái khiên cực lớn chắn ở phía trước. Một tiếng nổ long trời lở đất từ trên tấm khiên vang lên, tấm khiên lập tức tiêu tán. Lúc này, kiếm mang cũng thu nhỏ một nửa lại lao thẳng vào làn khói đen. Nó lóe lên rồi trực tiếp chém vào ngọn lửa. Một vết rách có kích thước khoảng chừng một cánh tay xuất hiện trên ngọn lửa, những làn khói nhẹ từ bên trong bay ra. Ngọn lửa kia đột nhiên lóe lên, rất nhiều hắc khí trong mảnh đất khô cằn điên cuồng bay ra rồi trong nháy mắt đã lấp đầy vết nứt. Lúc này, hình dáng ngọn lửa theo sự dung hợp của hắc khí đã dần thay đổi rồi hóa thành một dáng người. Đây là một đứa trẻ mà nhìn qua khoảng chừng 8-9 tuổi, cả người nó tỏa ra những luồng khói đen, hai mắt lại càng đen kịt. Nó nhìn Vương Lâm rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. "Không, được, đi, ở lại chơi đùa với ta." Từ khi Vương Lâm chém xuống đến khi ngọn lửa hóa thành hình dáng đứa trẻ, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong khoảng thời gian cực ngắn. Hắn lạnh lùng nhìn đứa trẻ trước mặt. Thoáng nhìn cũng biết nó không phải là yêu vật, mà do những luồng linh lực cực nóng trong mặt đất biến hóa thành hỏa linh. Loại sinh vật này không phải dễ giết, chỉ cần còn mảnh đất thì vật này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Vương Lâm lạnh lùng nói, cơ thể hắn khẽ động rồi lóe lên bay ngang qua muốn rời khỏi chỗ này. "Không được đi." Đứa trẻ vung tay phải về phía trước, mảnh đất dưới chân Vương Lâm lập tức nổ lên ầm ầm. Rồi dựng lên một bức tường cao khoảng trăm trượng ngăn cản trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, cơ thể hắn lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn hiện ra đã ở bên ngoài mấy vạn dặm, rồi rời khỏi mảnh đất khô cằn kia. Đứa trẻ kia bay tới bên rìa mảnh đất khô cằn, nó đứng ở đó nhìn về phía Vương Lâm. Nhưng nó lại không dám tiến về phía trước, rõ ràng vùng đất khô cằn mới là phạm vi di chuyển của nó. Nó nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, hắc khí lượn lờ trên mặt. Đặc biệt là đôi mắt nó đen kịt một cách quỷ dị. Đột nhiên nó kêu lớn lên một tiếng, sau đó cơ thể lập tức bay lên rồi dang rộng cánh tay ra. Rất nhiều hắc khí từ trong cơ thể, nó lập tức điên cuồng bay ra giống như một con dao long. Sau khi bay ra, hắc khí lập tức từ bốn phương tám hướng bay vào trong mảnh đất khô cằn. Từ trong mảnh đất khô cằn cô phạm vi mấy vạn dặm, đột nhiên truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Mảnh đất bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị, rồi chậm rãi di chuyển về phía trước. Vương Lâm nhíu mày, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa trẻ, rồi cũng không nói gì mà xoay người phóng thẳng về phía trước. Đứa trẻ kia thấy Vương Lâm chạy càng ngày càng xa, nét mặt lộ ra vẻ nôn nóng. Nó liên tục hét lên, tốc độ vận chuyển của hắc khí bên trong cơ thể lập tức trở nên nhanh hơn. Tốc độ di chuyển của mảnh đất khô cằn cũng ngày càng nhanh. Nhưng rõ ràng tốc độ đó không thể so sánh được với Vương Lâm.
đứa trẻ thấy hình bóng của Vương Lâm đã biến mất ở phía chân trời, bụi khói trên mặt nó lại càng trở nên nồng đậm. Nó ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, cơ thể nổ ầm một cái rồi tiêu tán giữa không trung. Ngay lập tức nó lại hóa thành một ngọn lửa màu xanh mà chui vào trong mảnh đất khô cằn. Mảnh đất khô cằn lập tức giống như một con sóng dữ cuồn cuộn tuôn trào, sau đó nó lập tức điên cuồng kéo dài ra phía trước. Nó không phải là di chuyển mà giống như được kéo thẳng về phía trước thành một đường thẳng tắp. Con đường phóng thẳng về phía trước với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, giống như một thân cây liên tục lớn lên rồi điên cuồng kéo dài ra. Vương Lâm đang phóng đi, đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một con đường, giống như một con giao long đang điên cuồng đuổi theo. Có một ngọn lửa xanh ở đầu con đường, bên trên lấp lánh đôi mắt quỷ dị của một đứa trẻ. Muốn chết. Kiếm mang của Vương Lâm lúc nãy không chứa tiên lực. Nhưng lúc này, tay trái của hắn vuốt nhẹ lên túi trữ vật rồi lấy ra một khối tiên ngọc. Hắn hút nhẹ một cái, tiên lực lập tức điên cuồng tuôn vào trong cơ thể. Hai mắt hắn chớp động ánh sáng, tay phải cầm tiên kiếm rồi chậm rãi nâng lên. Tiên lực tràn vào trong tiên kiếm làm nó phát ra những đạo ánh sáng màu tím chói mắt. Đột nhiên, Vương Lâm chém thẳng xuống bên dưới. Tiên kiếm chém xuống giống như thiên uy, kiếm mang ẩn chứa tiên lực nên uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Nó hóa thành một đạo tàn ảnh lóe giam trên tiên kiếm rồi phóng thẳng xuống. Trong những tiếng nổ ầm ầm phá vỡ không gian, kiếm mang lóe lên rồi trực tiếp chém lên trên mảnh đất khô cam đang điên cuồng phóng đến. Trong nháy mắt khi kiếm mang rơi trên mảnh đất khô cam thì mặt đất lập tức chấn động. Từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện trong những tiếng kêu két két. Những vết nứt điên cuồng lan rộng ra, trong nháy mắt con đường do mảnh đất khô cằn hóa thành đã xuất hiện rất nhiều vết nứt ở tất cả các vị trí. Vỡ! Vương Lâm khẽ nói. Ầm một tiếng, con đường do mảnh đất khô cằn tạo thành kéo dài mấy vạn dặm lập tức sụp đổ. Rất nhiều mảnh đất khô cằn hóa thành những khối đất nhỏ tung ra khắp bốn phía. Đúng lúc này, một cổ lực lượng kỳ dị từ trong những mảnh đất bị vỡ truyền ra. Một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt từ đằng xa sau lưng Vương Lâm truyền lại, ngay sau đó lại là tiếng cười cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười này tuy không có bất kỳ câu nói nào đi theo, nhưng rơi vào trong tai Vương Lâm thì lại nghe thấy rõ ràng có một câu. Có người chơi với ta rồi. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, rồi nhìn vào một mảnh đất nhỏ trong tay. Hắn vừa đảo thần thức qua thì phát hiện có một thứ lực lượng nào đó ngăn cản thần thức. Vương Lâm nhíu mày, tiên lực trong cơ thể xoay chuyển, thần thức của hắn lập tức dung nhập vào bên trong tiên lực, rồi hóa thành tiên thức đảo xuống. Ngay lập tức, hắn phá vỡ được cấm cố ở bên trên, tiên thức lập tức đi vào bên trong mảnh đất vỡ. Trong nháy mắt khi thần thức tiến vào trong khối đất, một âm thanh giống như gương vỡ vang lên trong đầu Vương Lâm. Ngay sau đó trên khối đất lập tức xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, một ngọn lửa màu xanh hiện ra trong lòng bàn tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ngọn lửa, cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Mệnh hồn. Đây là mệnh hồn của một phàm nhân, bên trong ẩn chứa một tia hỏa thuộc tính. Người nào có mệnh hồn này thì không thể tu tiên, chỉ có thể làm một người phàm nhân. Trong mảnh đất khô cằn kia, tất cả đều do những viên đất này tạo thành, mỗi một viên đất là một cái mệnh hồn. Nơi đây chắc chắn đều là mệnh hồn của những người phàm nhân không thể tu tiên. Mà đứa bé kia là do rất nhiều mệnh hồn dung nhập lại với nhau rồi tạo thành một cái linh thể thống nhất. Thảo nào tiên kiếm không thể tiêu diệt được nó. Sắc mặt Vương Lâm lại càng trở nên âm trầm. Hắn nhìn ngọn lửa màu xanh rồi đặt nó vào trong viên đất. Khi mệnh hồn tiến vào trong đất, những vết nứt trên khối đất lập tức khép lại rồi khôi phục lại như lúc ban đầu. Vương Lâm vung tay phải về phía trước, khối đất kia không còn bị ràng buộc. Lập tức lóe lên, rồi rơi xuống bay đi như tên bắn về phía mảnh đất khô cằn ở phương xa. Tư Đồ Nam nói mệnh hồn ở bên trong tu tinh chi tinh, nhưng vì sao ta vừa mới tiến vào chỗ này đã gặp được mệnh hồn? Mệnh hồn của ta có phải cũng ở trong cơ thể một loại sinh vật như vậy không? Vương Lâm chau mày rồi bay thẳng về phía trước. Chu Tước Mộ quá lớn. Sau khi Vương Lâm rời xa mảnh đất khô cằn, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất rồi nhắm chuẩn một phương hướng mà bay đi như tên bắn. Địa hình bên trong Chu Tước Mộ cũng không có gì khác biệt so với bên ngoài, cũng có núi có sông. Linh lực trong đây càng nhiều, so với bên ngoài thì đậm đặc hơn rất nhiều lần. Cho dù một số môn phái có tụ linh trận cũng không đạt đến hiệu quả như thế này. Ba ngày sau, Vương Lâm chẳng khác gì một đạo lưu tinh bay đi như tên bắn dưới tầng trời. Ba ngày qua hắn không ngừng lại mà cứ bay thẳng vào sâu bên trong với tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng trong ba ngày qua, mặc dù thần thức của Vương Lâm vẫn tản ra nhưng lại không tìm được một giới hạn cụ thể nào. Lúc này, hắn đang bay trên một vùng đồng bằng có rất nhiều cỏ xanh. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thể thấy được điểm cuối của nó ở đâu. Trong ba ngày này hắn chưa nhìn thấy một người tu sĩ nào. Đang phi hành, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Hắn xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở phía chân trời có hai đạo cầu vồng đang gào thét và bay đến như tia chớp. Đó là hai người tu sĩ, một nam một nữ. Hai người vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức ngừng lại. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn khẽ động tâm niệm rồi che giấu tu vi để người ta nhìn thấy tưởng hắn là tu sĩ vừa mới hóa thần. Hai đạo thần thức đảo qua, sau khi tra xét Vương Lâm một lúc hai người kia mới yên tâm, rồi chậm rãi bay về phía hắn. Khi hai người bay đến cách Vương Lâm vài trăm trượng thì dừng lại.
Nếu nhìn từ bề ngoài thì hai người kia tuổi tác cũng không cao. Nam là một người thanh niên, mặc một chiếc áo màu xanh đã có vài chỗ cũ nát. Thậm chí còn có vài vệt máu đã biến thành màu đen. Trên ống tay áo của hắn có một cái đồ án kỳ dị, rõ ràng là tiêu chí đệ tử của một tông phái nào đó. Còn người nữ lại có chút xấu xí, trên gương mặt nàng có rất nhiều lỗ nhỏ. Nếu như ban đêm để phàm nhân nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ tưởng nàng là quỷ hiện hình. Mặc dù gương mặt không đẹp, nhưng nàng lại có thân hình rất động lòng người. Nàng mặc một bộ đồ trắng cực kỳ sạch sẽ. Nếu người ta không nhìn thấy khuôn mặt nàng chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú. Hai người bọn họ dừng lại trước người hắn khoảng trăm trượng. Người thanh niên liền ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nói lớn: "Tại hạ Mộ Dung Vân, xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn mỉm cười nói: "Tại hạ là Thanh Mộc." Cái tên Thanh Mộc ngày trước được Vương Lâm sử dụng khi mới tiến vào Luyện Hồn Tông. Vương Lâm vừa liếc mắt qua, đã nhìn rõ tu vi của một nam một nữ trước mặt. Người thanh niên là hóa thần trung kỳ, còn người nữ là hóa thần sơ kỳ. Tu vi của hai người này nếu ở bên ngoài Chu Tước Mộ thì cũng được tính là cường giả một phương. Nhưng ở trong đây đặc biệt là sau khi tiến hành một cuộc đào thải lớn thì rõ ràng vẫn còn yếu. Bọn họ có thể đi vào đây, có lẽ khi Chu Tước Mộ mở ra thì cả hai đang ở trong Chu Tước Quốc nên là nhóm đầu tiên tiến vào. Nếu không với tu vi của hai người bọn họ mà đến sau khi Chu Tước Mộ mở, chắc chắn sẽ không đến lượt để hai người bọn họ đi vào. Mộ Dung Vân cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, nói: "Tu vi của đạo hữu hình như vừa mới hóa thần phải không?" Cô gái ở bên cạnh người thanh niên đang nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt nàng lộ ra một tia lạnh lùng. Vương Lâm mỉm cười, nói: "Đúng vậy, tại hạ vừa mới hóa thần." Mộ Dung Vân lại cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần nữa, khi trong lòng hắn khẳng định đối phương là hóa thần sơ kỳ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đạo hữu, nơi đây rất nguy hiểm, hay chúng ta đi với nhau, nhiều người thì cơ hội thu được mệnh hồn sẽ tăng lên." Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói: "Nghe lời đạo hữu nói, hình như có thể nắm chắc khả năng thu được mệnh hồn sao?" Vương Lâm vừa nói ánh mắt vừa lóe lên. Mộ Dung Vân cười ha ha, nói: "Thanh Mộc đạo hữu không biết đấy thôi, tại hạ thuộc nhóm đầu tiên đi vào nơi đây. Đã tận mắt nhìn thấy, Kiền Phong và mấy vị bát diệp thuật chú sư của tiên di tộc làm sao để tiến vào được bên trong Chu Tước Mộ. Nếu chẳng phải tu vi của ta không đủ, lúc này chắc chắn cũng đi vào bên trong Chu Tước Mộ rồi." "Sao?" Vương Lâm mỉm cười nói: "Không biết đám người Kiền Phong làm sao đi vào đó được." Mộ Dung Vân cười cười thần bí, nói: "Ta chỉ có thể nói cho Thanh Mộc huynh biết, khi đi vào bên trong một tế đàn, ta đã tận mắt nhìn thấy bọn họ tìm một cái gì đó rất lâu. Cuối cùng lại từ bên trong tế đàn đi vào. Nhưng vị trí tế đàn vô cùng hẻo lánh, hơn nữa lại rất nguy hiểm. Nhóm chúng ta nhiều người cùng nhau đi vào chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn." Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn qua người này rồi mỉm cười gật đầu. "Đừng nhiều lời, đi thôi." Khi Vương Lâm và Mộ Dung Vân đang nói chuyện với nhau, cô gái ở bên cạnh Mộ Dung Vân đột nhiên lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, cơ thể nàng khẽ động rồi bay thẳng về phía trước. Mộ Dung Vân quét mắt nhìn bóng lưng của cô gái kia rồi lắc đầu thầm nói. Nhìn bóng lưng thì đúng là một tuyệt đại giai nhân, đáng tiếc. Nói xong, hắn liền ôm quyền với Vương Lâm rồi vội vàng lên đường đuổi theo. Vương Lâm sờ sờ cằm rồi chậm rãi đi theo sau hai người bọn họ. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân. Hắn đặc biệt chú ý đến đồ án trên cổ tay áo và những vệt máu đã chuyển thành màu đen trên áo người này. Trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. "Mộ Dung đạo hữu, không biết ở chỗ tế đàn kia rốt cuộc có nguy hiểm gì?" Trong lúc phi hành, Vương Lâm bình thản nói. Trong mắt Mộ Dung Vân hiện lên một tia sợ hãi, hắn hít vào một hơi thật sâu, nói: "Ta chỉ đứng từ xa, nhìn thấy hai vị bát diệp thuật chú sư tiên di tộc bỏ mạng ở chỗ đó. Ngoài ra còn có hai người tu sĩ anh biến lão quái chết ở đó. Đến khi bọn họ chết, ta cũng không nhìn thấy bất kỳ một địch nhân nào." Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia như cười như không, mang theo một nụ cười châm chọc như có như không. Vận khí của Mộ Dung Vân đạo hữu cũng không tồi. Đến đây thì cũng khép lại tập 98 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.